đầy xe chưa rồi ngồi chỗ mẹ ngồi. Thôi rồi rồi đi về. Ủa ơi. Tính đâu hồi nãy tính lấy 10 chậu đó để chọn chỗ đâu mà chắc nhở? Đầy hết trơn. Mười chậu gì? Hồi nãy là lấy cái chậu sứ rồi. Ai nói tôi nãy giờ nói 10 chậu rồi nghe. Thì lấy đi để cho tôi nè, có sao đâu. Quá là đầy chín chơi rồi. Trả lại nữa nè. Thôi thôi, nãy biết gì mình qua mua chậu sứ rồi sao đẹp mày? Ừ. Chậu trước nó tàn rồi. Mà nó chưa cái không đẹp bằng chậu sau. Thôi mà nó cũng đẹp hết rồi. Chậu sau cũng đẹp rồi. Về nữa hơn đi nhỏ nhỏ. Ôi, từ nãy người ta ông nội nè đẹp ông vú rồi sao rồi ông trước không đẹp chứ. Thì ông bán cho hết cái này rồi ông mới ấy chứ. Bởi gì? Đầy một xe hết trơn rồi. Ngọt dữ lắm, ngọt luôn rồi đó. Tại hai cái chậu gì nó bự quá là cái chậu gì, gì cái này cái tím gì này dính mất quá cái bông tím này lên mai xanh. Thôi bây giờ không có tím vàng gì nữa, trai không có ngừng lại gì nó nghỉ rồi. Đâu nói ngừng gì đâu, đang giới thiệu mà. Đang giới thiệu hoa. Trời luôn. Đậy chân ngoài cốp xe nữa. Mở ba vui nha, mở ba ngồi trong chùm xe, chùm bông nha. Tôi thấy gì đâu mà vui, nó đầy hết trơn. Trước đây có gì ghé ăn đâu mà trước đó mẹ nấu rồng kìa. Đâu hôm nay nó không mua mà cái rau rồng thì nó cái chậu nó có chút xíu thôi chứ nó đâu có bự. Trời ơi, hồi nãy nó không mua giờ nó mua cái rau rồng đẹp lắm. Ngày 27 Tết rồi đó, đi qua Sa Đéc mua bông hết chỗ để luôn rồi đó, không còn chỗ nào mà để được nữa hết trơn. Hết 5 triệu không? 5 triệu không hả? Đâu lại mày tới 5 triệu dữ vậy? 7 triệu mấy. Phải. Cái chậu mua mẹ ba chậu này nó có 200 mà. Đúng không? Ba cái chậu cái ba cái chậu tím của mẹ nè. Hai chậu sứ nó có 700 à.